để chào đón thành phố Phú Quốc và trong cái phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc quyết định và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Phủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức, xem xét quyết định việc thành lập thành phố Phú Quốc và các cái phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và các cái phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Chi Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đây là những cái thông tin mới nhất về trong cái phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chúng ta có những cái thông tin mới nhất để chuẩn bị chào đón một cái thành phố mới, thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, đấy chính là Phú Quốc. Và trong clip này thì chúng ta sẽ nói về tổng quan về định hướng của Phú Quốc giai đoạn 2025-2030 cũng như là quy hoạch của Sun Group tại Nam Đảo Phú Quốc trong giai đoạn này, và mục đích là sẽ đưa Phú Quốc trở thành đô thị loại 1 trong năm 2030. Và chúng ta sẽ bắt đầu với những cái hình ảnh đầu tiên về các dự án của Sun Group tại Nam Đảo Phú Quốc. Và trong 5 năm qua thì Phú Quốc đã phát triển với quy mô như thế nào? Chúng ta đã có gần 50 cái công trình biểu tượng tại Nam Đảo Phú Quốc do Sun Group phát triển. Và đặc trưng của cái giai đoạn 2015-2020 này, giai đoạn đầu tiên và cũng là cái giai đoạn nền móng của bất động sản tại Nam Phú Quốc của Sun Group phát triển. Và thị trường bất động sản của Sun Group tại Phú Quốc thì là một trong những cái thị trường trọng điểm nhất, và cũng là thị trường mà tập đoàn Sun Group đầu tư bài bản nhất tại Việt Nam. Và sau những gì Sun Group đã làm trong 5 năm qua thì chúng ta có thể nhìn thấy một diện mạo mới của Nam Phú Quốc. Sau 5 năm phát triển, chúng ta đã có rất nhiều các cái khu du lịch nghỉ dưỡng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể đến đấy là cáp treo Hòn Thơm. Đây là một cái công trình mà đầu tư bài bản và chuyên nghiệp nhất của Sun Group, một cái tuyến cáp treo vượt biển đã được UNESCO ghi nhận tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, với chiều dài là khoảng 7,9 km và hiện tại thì cũng đang khai thác vận hành. Ngoài ra thì chúng ta có cái hệ thống Sun World Hòn Thơm Natural Park, đấy là cái khu vui chơi, công viên vui chơi giải trí. Thì giai đoạn 1 Sun Group họ đã làm hoàn thiện, chúng ta có bãi biển, bãi đá trào, chúng ta có một cái khu nhà hàng buffet ở ngoài đó và có công viên nước Hòn Thơm. Thì đó là những gì mà về vui chơi giải trí Sun Group đã làm được trong 5 năm qua. Ngoài ra thì đấy là hệ sinh thái về vui chơi giải trí. Song song với vui chơi giải trí, chúng ta có bất động sản về du lịch nghỉ dưỡng. Thì 5 năm qua Sun Group đã phát triển đầu tiên với những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng rất là đẳng cấp và khẳng định cái vị thế của Sun Group ngay tại Nam Phú Quốc, với dự án JW Marriott Phú Quốc khai trương vào 22 tháng 12 năm 2018. Đây là cái khu khách sạn 5 sao rất là đẳng cấp ngay tại bãi Kem Đảo Ngọc Phú Quốc. Và cho tính đến thời điểm hiện tại thì đây là một trong những cái khu nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn và biệt thự với cái giá bán phòng có thể nói là cao nhất tại Phú Quốc. Nó khẳng định một cái sản phẩm được đầu tư bài bản và chất lượng của Sun Group. Bên cạnh đó thì một dự án đấy là căn hộ khách sạn Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay. Trước đây thì chúng ta được biết đến đây là khu căn hộ nghỉ dưỡng hay còn gọi là condotel, một cái dự án condotel đầu tiên tại Phú Quốc, cũng đang được vận hành và quản lý bởi tập đoàn Accor Hotel. Nó cũng là một cái sản phẩm của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì biệt thự ở Mũi Ông Đội, giai đoạn 1 là Premier Village Phú Quốc Resort, bao gồm khoảng 175 căn biệt thự nghỉ dưỡng, mặt biển, sườn đồi, rồi gành đá. Nó cũng là một cái sản phẩm bất động sản rất là cao cấp bậc nhất của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Và đến các giai đoạn sau này thì chúng ta có thêm các cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng khác, đấy là khu biệt thự Bãi Kem,
Sun Premier Village Cambridge Resort, hay là hiện tại chúng ta được biết đến với 375 căn biệt thự, hay còn chúng ta gọi một cái tên khác đấy là New World Phú Quốc Resort, cũng sẽ khai trương và vận hành vào quý 1 của năm 2021 này. Và giai đoạn 2 của biệt thự Mũ Ung Đội cũng là một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng với khoảng 50 căn biệt thự cao cấp mang thương hiệu là Sun Premier Village Eden Bay, và cũng sẽ khai thác vận hành thương mại vào tháng 1 của năm 2021, và chúng ta có thể book phòng ngay tại thời điểm hiện tại tháng 12 này rồi. Đấy là những cái dự án về bất động sản nghỉ dưỡng trong 5 năm vừa qua thì Sun Group đã phát triển. Ngoài ra thì chúng ta có thêm bất động sản nghỉ dưỡng thương mại, thì chúng ta có dự án Shophouse Địa Trung Hải hay là Shophouse Bãi Kem, thì là hai cái dự án về bất động sản nghỉ dưỡng thương mại nằm trong hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group đã phát triển tại Nam đảo Phú Quốc. Và trong cái giai đoạn tới đây thì Sun Group sẽ phát triển thêm một cái phần rất nhỏ về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, còn ngoài ra thì chủ đầu tư sẽ phát triển về bất động sản đô thị đảo, tức là bất động sản nhà ở, nó giống như các cái thành phố, những dự án ở trong những cái thành phố lớn mà tập đoàn Vingroup phát triển, thì Sun Group lựa chọn Phú Quốc là cái khu vực mà sẽ phát triển trọng điểm về nhà phố, căn hộ, chung cư cao tầng ngay tại Đồng Hòa Phú Quốc. Đấy là một trong những cái điều khác biệt mà Sun Group họ đã làm và phát triển đồng hành cùng với cái hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thì chúng ta có bất động sản nhà ở, bất động sản đô thị. Và qua hình ảnh trên màn hình thì chúng ta đã định hình được 5 năm vừa rồi Sun Group họ đã làm gì được tại Nam Phú Quốc, đã hình thành lên những khu nghỉ dưỡng rất là lớn. Bây giờ anh chị đến Phú Quốc thì chúng ta đã có một cái cảm nhận rất là rõ rệt về những dự án mà Sun Group đã làm. Nó rất là nổi tiếng và ấn tượng khi anh chị đến tham quan. Và trong cái slide, trong cái video này thì chúng ta sẽ nói về thành phố Phú Quốc, tầm vóc và hình thái đặc điểm của bất động sản tại vị trí vàng. Thì chúng ta cùng kỳ vọng Phú Quốc sẽ chính thức được lên thành phố trong cái thời gian ngắn tới đây. Và cái việc thành phố thì khác gì với các khu nghỉ dưỡng. Thì chúng ta biết đến Hà Nội hay chúng ta biết đến Sài Gòn, đó là những cái thành phố lớn nhất của Việt Nam. Và ba đặc trưng của các cái thành phố lớn đấy là cái việc đô thị hóa, việc cơ cấu kinh tế và quy mô dân số. Thì đầu tiên là về cái tốc độ đô thị hóa. Đô thị hóa thì nó chính là cái phần hạ tầng, phần nhà cửa. Cơ cấu dân số thì nó quy mô dân số thì nó chính là cư dân của cái thành phố Phú Quốc. Nó sẽ chia thành các cái loại hình như lao động phổ thông, lao động chất lượng cao và gia tăng cơ học, di dân. Nó tạo ra một cái bước đi đấy là xây dựng cơ bản và thành phố phát triển. Nếu chúng ta biết đến quận nhất của Sài Gòn với cái lượng dân số là khoảng 220.000 dân, thì trong 5 năm vừa qua, những sản phẩm bất động sản của Phú Quốc thì phát triển trên cái hệ sinh thái là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Còn thời điểm hiện tại thì Phú Quốc của 2020 đã phát triển đô thị như thế nào, thì chúng ta đã có một cái dự án đầu tiên, đấy là dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, là cái bước khởi đầu cho một cái chu trình phát triển 5 năm tới, một cái hành trình mới của Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. Và Phú Quốc dự kiến trong năm 2030, Phú Quốc sẽ có khoảng 550.000 dân, tương đương với hai quận lớn nhất của Sài Gòn, đấy là quận 1 và quận 3. Và hiện tại, thời điểm hiện tại thì chúng ta được biết Phú Quốc có khoảng 162.000 người. Trong đó thì cái dân gốc tại Phú Quốc thì có khoảng 52.000 người. Từ năm 2014 cho đến 2020 này thì chúng ta đã có phát triển thêm khoảng 110.000 người. Và cái lực lượng đấy chính là cái lực lượng mà gia tăng cơ học, tức là dân số người ta đến với những cái việc như là phát triển kinh tế xã hội và làm ăn, hoặc là phát triển du lịch, thì
thì trong cái giai đoạn từ 2015 đến 2020, nó là 5 năm, thì chúng ta đã phát triển lên được 110.000 người. Và các bạn, khi mà bây giờ chúng ta đang nói đến Phú Quốc, chúng ta đang nói đến rất nhiều cái vấn đề mà Phú Quốc đang có tại thời điểm hiện tại, đấy là xây dựng nhiều và người ít. Thì đấy là cái việc nó hết sức là tự nhiên, về khi mà một cái thành phố phát triển thì đầu tiên chúng ta phải có hạ tầng. Chúng ta có hạ tầng, chúng ta bắt đầu với những người dân người dân bản địa, sau đó là sẽ có lao động phổ thông vào để lao động để xây dựng lên những căn nhà. Rồi sau đó khi mà hoàn thiện những cái khu đô thị, những dự án, thì chúng ta mới có sự gia tăng cơ học về dân số, về sự di dân và những cái lực lượng lao động chất lượng cao như làm du lịch hoặc là các cái ngành nghề khác sẽ đến với Phú Quốc. Chúng ta nhìn xa hơn, đấy là những cái giai đoạn khi mà Phú Quốc, những dự án đô thị của chúng ta hoàn thiện, và cái việc mà các cái tập đoàn lớn họ có những chương trình kích cầu để thu hút những cái lực lượng lao động chính, và Phú Quốc cũng dần phát triển, thì những cái lực lượng lao động chất lượng cao như những cái khu nghỉ dưỡng 5 sao mà chúng ta hiện tại đang thiếu rất là trầm trọng về những cái lực lượng nhân sự, hoặc là về y tế giáo dục của Phú Quốc hiện tại cũng đang rất là thiếu, hoặc là rất các nhiều các cái ngành nghề khác như là hành chính văn phòng hoặc là khối back office thì Phú Quốc đang rất là thiếu. Và cái việc mà khi mà họ đến với Phú Quốc thì chúng ta phải nhìn thấy là những cái hệ sinh thái xung quanh, bao gồm môi trường để cho con cái học hành, để bảo vệ sức khỏe hay là để sinh sống thì nó phải đầy đủ. Nhưng hiện tại Phú Quốc đang thiếu trầm trọng, thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn xây dựng và phát triển. Nên tại sao có nhiều những công trình mà có ít người đến ở? Vì chúng ta đang xây dựng và phát triển. Và chúng ta đã biết đến những cái hình ảnh trong tâm trí về thành phố biển, a coastal city, những cái thành phố với những cái tòa nhà cao tầng và ngay kế bên bờ biển. Thì đây là một trong những cái hình ảnh đặc trưng về một cái thành phố của Phú Quốc trong tương lai. Hay chúng ta biết đến Nha Trang, một cái thành phố đã ghi dấu trên bản đồ du lịch thế giới cách đây khoảng 30 năm rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người không biết đến Việt Nam, nhưng mà khách du lịch họ sẽ biết đến Nha Trang, họ sẽ biết đến một trong những cái điểm đến du lịch nổi tiếng của thế giới tại khu vực châu Á. Ngoài ra thì chúng ta có Đà Nẵng. Trở lại với, mình nói sơ qua, trở lại với Nha Trang. Nha Trang thì chúng ta có cái lượng dân số vào năm 2018 thì sẽ có, theo thống kê của Wikimedia, đấy chính là 535.000 dân tại thành phố Nha Trang vào 2018. Đà Nẵng chúng ta có 1.134.000 dân vào năm 2019. Và thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những cái hình ảnh về những cái đô thị thành phố biển, Nha Trang, Đà Nẵng, nhưng với những cái tòa nhà cao tầng và thấp tầng đan xen. Những thấp tầng thì chúng ta sẽ có ở mặt biển, và cao tầng chính là các cái khu đô thị và khách sạn xen kẽ ở phía trong. Singapore chúng ta có mật độ dân số nó lên đến 5.639.000 người, thống kê vào năm 2018. Và Singapore cũng là một cái thành phố biển đảo, cũng là một trong những cái mô hình tầm ngắm của Phú Quốc định hình trong tương lai, đấy là những cái tòa cao ốc đan xen và cái lượng dân số lớn hơn. Copenhagen, Đan Mạch thì ở đây chúng ta cũng có một cái lượng dân số rất là lớn, đấy là 602.481.000 người, khoảng 602.000 dân. Ở đây thì các bạn đã có nhiều các cái bài báo trái chiều hoặc là những cái thông tin mà các bạn tranh luận về cái việc mà Phú Quốc phát triển, Phú Quốc không còn cây xanh, Phú Quốc chỉ còn những cái tòa nhà, những cái khu dự án vân vân. Thì đấy là cái điều chúng ta phải đánh đổi, và Phú Quốc hiện tại chúng ta đang xây dựng thì nó sẽ không bao giờ đẹp. Nhưng sau khi câu chuyện là sau 5 10 năm thì những gì mà Sun Group đã làm tại Nam đảo Phú Quốc thì
anh chị hoặc là các nhà đầu tư cũng đã nhìn thấy là họ đã làm được, họ đã biến những cái khu khu đất trống, những cái khu đất mà chỉ trồng cây lâu năm thì trở thành những cái khu vực mà thành những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và tạo ra cái công ăn việc làm cho người dân địa phương, những người dân từ khắp các tỉnh thành khác đổ về, cũng như là cái việc phát triển kinh tế của vùng nó rất là mạnh. Thay vì trước đây những người dân Phú Quốc thì họ chỉ biết là đánh bắt hải sản, đánh cá và một cuộc sống rất là đơn giản, thì bây giờ một cái thành phố Phú Quốc tới đây thì sẽ có nhiều các ngành nghề đa dạng hơn, họ sẽ biết nhiều hơn, và những cái người đầu tư từ các cái địa phương khác họ cũng sẽ trở về với Phú Quốc để làm những cái mô hình. Nếu trước đây chúng ta biết trong cái tư duy của chúng ta thì chúng ta biết rằng là người dân Phú Quốc không hề có một cái nhu cầu đấy là uống một cốc cà phê hai lần coffee đâu đó 40-50 nghìn, mà trong trong này thì họ chỉ uống cốc cà phê có 15-20 nghìn thôi, cà phê đá. Nhưng mà khi mà hai lần coffee mở một cái tiệm cà phê ở trên Dương Đông thì cái việc mà ít nhất là cái tầng lớp trẻ của chúng ta, những cái thế hệ mà 20-30 tuổi, những thế hệ 8-9X thì chúng ta sử dụng và cái tư duy thay đổi rất là nhiều. Chúng ta luôn sẵn sàng chi trả cho những cái sản phẩm mà chúng ta thích và nó đang bị thiếu tại Phú Quốc. Và hai lần coffee họ đã rất thành công tại một cái quán mở ngay tại Dương Đông, họ đã làm được. Nếu mà cứ theo cái suy nghĩ thông thường thì không ai uống ở đó đâu, thì cái việc mà hai lần coffee là chuyện Phú Quốc cũng nó cũng là một cái mà phản bác lại những cái ý kiến mà chúng ta thường nghĩ về Phú Quốc. Chúng ta thường nghĩ một cách tiêu cực về Phú Quốc, nhưng thực tế ra thì cái việc mà chúng ta những cái tập đoàn lớn họ kinh doanh dịch vụ và họ đã không dựa trên các cái báo cáo về thị trường hàng năm của các tổ chức, mà họ đi vào thực tế, họ khai thác kinh doanh, đấy là chính là những cái trải nghiệm tốt nhất để định hình ra một cái thành phố Phú Quốc mới với những cái nhu cầu mới và những cái không gian kết nối không giới hạn trong cái thị trường mở như hiện tại, một cái thị trường kết nối hoàn toàn qua các mạng xã hội chúng ta đều biết tới nhau. Và cái việc mà giới trẻ luôn có những cái nhu cầu mới, những cái tư duy thay đổi thì cũng liên tục được cập nhật và cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các thế hệ cha ông đi trước, những người dân Phú Quốc chỉ biết là đánh chài keo lưới, đánh bắt cá. Và Venice là một cái thành phố mà ảnh hưởng rất nhiều tới những cái dự án tâm huyết của Sun Group. Và chúng ta cũng cũng nhìn thấy Venice, xung quanh Venice cũng là những cái mái nhà, chúng ta đâu có thấy cây. Đấy là cái việc mà một cái đô thị đảo sẽ trở thành cái biểu tượng về những cái kiến trúc, những căn nhà và cái mật độ dân số nó sẽ thay đổi. Thay vì để mãi một cái khu đất trồng cây lâu năm không giải quyết vấn đề gì thì chúng ta sẽ có những thành phố biển đảo rất là đẳng cấp và xứng tầm với quốc tế trong tương lai. Đấy là một trong những cái suy nghĩ tích cực mà anh chị khi đầu tư vào bất động sản chúng ta phải hướng tới. Và Venice này thì cái dân số năm 2017 là 261.000 người. Và quy chuẩn về đô thị tại Việt Nam thì mình sẽ nói qua, đấy là trong cái giai đoạn 2025 2030 hoặc là giai đoạn trong 10 năm tới tính từ 2020 này, thì Sun Group sẽ phát triển với cái hạng mục chính sẽ là khu bất động sản đô thị ở, với cái diện tích đâu đó sẽ khoảng 950 hecta đô thị xây dựng trong khoảng 10 năm. Sẽ còn rất ít những cái sản phẩm về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, mà thay vào đó thì sẽ là những cái tòa căn hộ cao tầng, những tòa căn hộ mang tính chất biểu tượng của Phú Quốc, có thể lên đến 5-60 tầng hoặc thậm chí là cao hơn, hoặc là những cái khu bất động sản đất ở đô thị. Và điển hình chúng ta đang có đấy là dự án 35 hectare tới, nó chính là cái khu nhà phố đầu tiên tại Phú Quốc và nó cũng là cái bước đánh dấu rất là quan trọng trong cái giai đoạn
5 năm từ 2020 đến 2025 và giai đoạn phát triển 10 năm 2020-2030 với khoảng 950 hectare đô thị xây dựng và phát triển. Và nói thêm về cái quy chuẩn về đô thị của Việt Nam thì đầu tiên chúng ta biết đến những cái tiêu chí, đấy là quy mô về dân số. Thì đô thị loại 1 thì chúng ta có khoảng 500.000 dân và đô thị loại 2 sẽ là 200.000 dân. Tiêu chí và mật độ dân số thì đô thị loại 1 chúng ta có 10.000 người trên 1 km² và đô thị loại 2 sẽ là 8.000 người trên 1 km². Và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thì đô thị loại 1 là đến 85% chúng ta sẽ làm về các mảng dịch vụ, kinh doanh dịch vụ và công việc về hành chính văn phòng. Đô thị loại 2 thì là 80%. Bất động sản để ở thì tối thiểu sẽ là 29m² trên người. Đô thị loại 2 cũng sẽ là 29m² trên người. Thì việc săn rút phát triển, tại sao chúng ta phải biết về những cái này? Vì hướng đến của Phú Quốc năm 2030 thì Phú Quốc sẽ có khoảng 550.000 dân, tức là sẽ trở thành đô thị loại 1. Và như mình đã nói thì nó sẽ tương đương với hai quận lớn của Sài Gòn, đấy là quận 1 và quận 3. Chúng ta có 10 năm nữa để phát triển Phú Quốc trở thành một cái thành phố đô thị loại 1. Cái việc phát triển này thì sẽ dựa trên rất nhiều các yếu tố, nhưng ít nhất là chúng ta sẽ có cái tầm nhìn của chính phủ, của Quốc hội cũng như là các cái tập đoàn lớn chúng ta sẽ thực hiện. Bên cạnh đó thì sẽ có sự đồng hành của các cái nhà đầu tư và các cái tầng lớp tri thức. Đây là cái định hướng của Phú Quốc năm 2030. Chúng ta có một thành phố Phú Quốc thuộc loại đô thị loại 1 với quy mô là 550.000 dân. Và đặc biệt là An Thới, tại Nam Phú Quốc thì chúng ta có quy mô từ 100 đến 150.000 dân, tối thiểu sẽ là 3 triệu m2 sàn đến 6 triệu m2 sàn để phục vụ cho cư dân. Thì luôn luôn đồng hành và bổ trợ cho nhau, đấy là cái hệ sinh thái về bất động sản cộng với quy mô dân số, nó luôn đồng hành với nhau. Nếu mà chúng ta muốn người dân về với Phú Quốc thì đầu tiên chúng ta phải có một cái hệ sinh thái bất động sản và cái hệ sinh thái tiện ích xung quanh bất động sản, để khi mà chúng ta, những người dân người ta có nhu cầu trở về Phú Quốc thì chúng ta phải có những cái điểm đến, những cái chỗ lưu trú, đấy là cái điều phải làm. Nếu mà cứ nhìn Phú Quốc mãi mãi là một cái hòn đảo ngọc tiềm năng thì chúng ta sẽ không thay đổi được gì quá nhiều. Và những cái định hướng lớn của những tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group thì họ đều đưa ra những cái tiêu chí để họ làm và những cái giai đoạn chúng ta có tầm nhìn rất là dài hạn. Đây là một cái hình thái của phường An Thới trong tương lai. Hiện tại tại Phú Quốc chúng ta biết đến có 2 thị trấn lớn, và nó cũng chỉ có 2 thị trấn này thôi, đấy là thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới. Thì An Thới sẽ là được quy hoạch là một cái khu đô thị, và Sun Group cũng phát triển lớn, đầu tư rất là lớn vào bài bản tại Phú Quốc, và cũng là đầu tư nguyên cả một cái thành phố Phú Quốc trong tương lai. Và cái việc phường An Thới trong tương lai được định hướng với những cái tòa cao ốc, những cái bến cảng phồn hoa với những cái kiến trúc đặc trưng, thì phường An Thới của Phú Quốc trong tương lai sẽ là một thành phố Monaco thu nhỏ với khoảng 38.000 dân vào năm 2018. Và đây là những cái hình ảnh mà bây giờ chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều hơn về những cái sản phẩm bất động sản của Sun Group, đấy là những tòa cao ốc và những bất động sản thương mại, bất động sản về nhà ở sẽ ít hơn những cái dự án về bất động sản nghỉ dưỡng trong cái giai đoạn 10 năm tới, năm 2020 đến 2030. Và một cái hình thái An Thới với khoảng 800 hectare đô thị sẽ được phát triển trong cái giai đoạn 10 năm này. Và loại hình Sun Group lựa chọn đấy là đô thị nén với cái mật độ dân số cao, 60% diện tích cho các cái công trình hạ tầng đô thị và tiện ích sống. Còn cái về cái việc lưu trú thì sẽ hình thành các cái căn nhà cao tầng, những chuỗi giá trị cao tầng, những căn nhà cao tầng để
Ngoài ra thì chủ đầu tư có bật mí rằng họ sẽ xây dựng một cái dự án công viên, đại công viên lớn nhất của Việt Nam và chưa một chủ đầu tư nào làm. Nếu chúng ta biết đến một cái đại công viên rất là nổi tiếng, rộng đến 341 hectare tại thành phố New York, đấy là Central Park tại New York, và cái lượng khách đến của mỗi năm tại cái thành phố, tại cái công viên này, đấy chính là 35,7 triệu khách hàng một năm, thì Sun Group họ cũng sẽ làm một cái khu vực công đại công viên lớn như vậy, nó cũng gần tương đương như vậy, để bảo chứng cho rằng cái chất lượng cuộc sống của người dân Phú Quốc, tất cả các cái điểm đến Phú Quốc, những người dân người ta sẽ đổ về cái công viên này. Nó hình thành hai chuỗi giá trị, một là giá trị sống, hệ sinh thái sống để phục vụ cho cuộc sống của cư dân, hai là hệ sinh thái để phát triển về kinh tế xã hội và du lịch. Và trong tương lai thì Phú Quốc đâu sẽ là cái vị trí điểm tụ của An Thới. Đây là khu đô thị An Thới rộng lớn đến khoảng, và nó sẽ rộng lớn như thế nào, như mình đã nói, nó rộng lớn khoảng 950 hectare và được xây dựng trong vòng 10 năm, giai đoạn 2020-2030, và phát triển trong 5 năm vừa rồi chúng ta đã có phát triển về du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí rồi, với 50 công trình biểu tượng cũng như là rất nhiều dự án lớn của Sun Group đã phát triển. Đó là cái mảng về du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2020 đến 2025, 2025 đến 2030, chúng ta sẽ có thêm một cái mảng nữa, đấy là du lịch phát triển về chăm sóc sức khỏe, phát triển về du lịch làm đẹp spa hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ. Đấy là một cái bước đi mới và nó cũng là một cái loại hình bất động sản mới phục vụ cho nhu cầu du lịch. Du lịch, chúng ta có du lịch, đã có những nhiều khách hàng ở dưới thượng lưu, người ta ra nước ngoài, người ta có mục đích đấy chỉ là đơn giản là chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hoặc là spa hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng ta mất rất nhiều ngoại hối để những khách hàng với cái cách sống hiện thời điểm hiện tại, họ có nhu cầu về thay đổi sắc đẹp cũng như là chuyển giới tính, thì họ mang cái dòng tiền đó sang nước ngoài, Thái Lan, Hàn Quốc rất là nhiều, và không chỉ họ sang đấy không chỉ 1-2 ngày để phẫu thuật, để chăm sóc sức đẹp, mà chúng ta họ còn có một cái thời gian điều trị tại đấy ở đâu đó khoảng 1 tháng, thậm chí là 2 tháng, rất là dài hạn. Và trong thời gian tới sẽ có thêm những cái loại mô hình phát triển về chăm sóc sức khỏe, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp spa hay phẫu thuật thẩm mỹ ngay tại Nam Phú Quốc, đồng hành với cái hệ sinh thái bất động sản về đô thị mà Sun Group đang hướng đến. Và các bạn có thể nhìn thấy trên tổng thể, trên trên hình ảnh, trên video này, chúng ta có một cái dự án rất là khủng của Sun Group về An Thới, và đây là cái lượng diện tích chúng ta có sau này sẽ phát triển đô thị, bao gồm những cái thành phố trong tương lai giống như Monaco mà chúng ta vừa nhìn thấy, có cảng biển, có các dự án về nghỉ dưỡng, về đô thị, về những tòa cao ốc, thì đây là cái vùng mà Sun Group họ sẽ làm. Ngoài ra thì sắp tới thì Sun Group sẽ cho ra mắt dự án biệt thự và shop house Joko Onsen Quang Hanh. Đấy là một cái loại hình về bất động sản chăm sóc sức khỏe mới tại Việt Nam, và họ sẽ mang đến với Phú Quốc cũng có những căn biệt thự với những dòng suối khoáng nóng trong cái đại dự án làng Nhật, chúng ta cùng chờ đợi. Và giai đoạn xa hơn nữa thì chúng ta sẽ có một cái đảo tỷ phú tại Hòn Thơm với bến thủy phi cơ, sân bay riêng và bất động sản siêu sang tại đảo Hòn Thơm, và Sun Group sẽ triển khai vào dự kiến vào năm 2022 đến 2023 sẽ biến đảo Hòn Thơm thành đảo tỷ phú, với giá trị của một căn biệt thự ở đó nó sẽ xấp xỉ khoảng 120 tỷ
một căn và sẽ do Bill Bensley, ông hoàng resort, thiết kế. Và giai đoạn đó sẽ là 2022 và 2023. Nếu mà anh chị đã thắc mắc là trước đây anh chị đã thắc mắc là Hoàng Thơm sẽ làm gì thì chúng ta đã có một câu trả lời rồi, sẽ là một cái đảo tỷ phú với những cái bất dự án bất động sản siêu sang. Ở đây thì chúng ta nhắc đến An Thới, chúng ta biết đến phường An Thới với cái diện tích xây dựng đô thị trong 10 năm tới sẽ là khoảng 950 hectare. Và đâu sẽ là các cái điểm trung tâm của trung tâm, tức là giả sử chúng ta ở Hà Nội, chúng ta biết đến quận Hoàn Kiếm, nó là quận có thể nói là trung tâm của thành phố Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng ta có quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm nằm giữa thủ đô với những giá trị bất động sản đắt đỏ. Trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có quận Nhất với những cái giá trị bất động sản rất là đắt đỏ. Trong quận Nhất thì chúng ta có phố Tây Bùi Viện, và ở Hà Nội chúng ta có phố cổ Hà Nội với những cái khu vực mà bất động sản rất là đột biến và nó gọi là vô giá, khi có thể là chào bán 1 mét đất nó sẽ rơi vào đơn giá từ 1 đến 3 tỷ 1 mét vuông, chỉ cần một căn nhà khoảng 30 mét vuông thôi. Nếu bình thường chúng ta mua nhà phố ở bên ngoài để ở thì nó sẽ khoảng 3-4 tỷ, nhưng mà tại những khu vực như vậy thì giá trị 1 mét đất nó sẽ lên đến từ 1 đến 3 tỷ. Thì chúng ta xem ở mức mắc nhất thì sẽ khoảng 100 tỷ cho một căn nhà như vậy. Mặc dù là nó rất lụp sụp hay là căn nhà cũng chỉ có xây có một tầng thì cái giá đất nó vẫn là như vậy. Đấy là cái điểm tụ của những cái vị trí bất động sản trung tâm của trung tâm. Thì tại Nam đảo Phú Quốc chúng ta có một cái điểm tụ mới, và nó cũng là trung tâm của trung tâm bất động sản về vị trí, đấy là bất động sản khu đô thị nhà ở. Thì điểm tụ nó chính là Primavera, nó là quận Nhất của Phú Quốc. Và đây là một trong những cái view rất là đẹp từ một trong những cái dự án chủ đầu tư Sunroof sẽ ra mắt ngay trong tháng 1 của năm 2021 này. Và nó cũng là một cái dự án đánh dấu một cái bước phát triển mới với những cái tòa cao tầng tại Nam đảo Phú Quốc, với cái mục tiêu phát triển mang đến Phú Quốc những cái sản phẩm bất động sản xứng tầm để biến Phú Quốc thành một trong những cái thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam với quy mô dân số là 550.000 người. Và chúng ta từ cái hình ảnh trên màn hình mà anh chị đang xem, chúng ta có nhà ga Gardi Cáp Treo Hoàng Thơm, có công trình biểu tượng tháp chuông Venice cao 75m so với mặt đất và 87,5m so với mực nước biển. Chúng ta có một cái bãi biển nhân tạo rộng 1 hecta và dài 650m ở dưới do Sunroof làm, và một cái công trình biểu tượng cũng sẽ làm vào quý 1 của năm 2021 này. Đấy là khu cây cầu Hôn, một trong những cái công trình biểu tượng lớn nhất của Nam Phú Quốc. Ngoài ra thì chúng ta có các cái căn shop house thương mại, những căn shop house Địa Trung Hải, Sun Primavera phía trước, nó cũng tạo nên một cái view cực kỳ xuất sắc dành cho những cái dự án mới mà Sunroof sẽ triển khai vào năm 2021 này. Và đây chính là khu vực quận Nhất hay là trung tâm của Phú Quốc trong tương lai. Đặc điểm của một bất động sản tại vị trí vàng, chúng ta có một cái quy mô xứng tầm, đó là quy mô về quy mô về dân số, quy mô về kiến trúc, quy mô về hạ tầng. Và đây là những cái thành phố mà đại diện như trong đoạn trước video chúng ta đã xem. Đây là những cái thành phố đại diện để Phú Quốc hướng tới. Ở Việt Nam chúng ta có thành phố Đà Nẵng, thành phố Nha Trang. Trên thế giới chúng ta có thành phố Copenhagen của Đan Mạch, có Singapore. Đây là những cái quy mô mà Phú Quốc sẽ hướng tới. Thứ hai là chúng ta có thiết kế xứng tầm.
những cái tòa công trình mang tính chất biểu tượng như tòa nhà Betico tại Sài Gòn, thì tại Phú Quốc chúng ta cũng sẽ có những công trình mang tính chất biểu tượng. Ngoài cái việc tháp chuông Venice thì sau này chúng ta sẽ có một cái dự án với cái tòa cao ốc khoảng 60 tầng trên sườn đồi Hillside Địa Trung Hải. Hy vọng là trong tương lai ngắn thì chủ đầu tư sẽ có thêm những cái công trình khác, và cái việc mà vận hành nó là cái yếu tố thứ ba mà sẽ đưa thành phố Phú Quốc trở thành một trong những cái đô thị đảo đáng sống bậc nhất tại Việt Nam cũng như là tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và đây là cái khu vực quảng trường tại khu vực căn hộ Hillside Địa Trung Hải. Đây là khu vực quảng trường, một trong những cái dự án mới vì chúng ta sẽ bật mí trong clip này, đấy là khu vực căn quảng trường kết nối của Hillside Địa Trung Hải. Rất là đẹp, và những cái sản phẩm của Sun Group thì sẽ được vận hành, được chủ đầu tư trực tiếp vận hành hoặc là kết hợp với những đối tác lớn nhất của thế giới để vận hành. Và riêng về cái việc khu đô thị nhà ở thì Sun Group cũng đã thành lập những cái công ty riêng với chất lượng dịch vụ 5 sao để vận hành những khu đô thị trong cái giai đoạn 10 năm tới, mà chủ đầu tư sẽ phát triển một cái chất lượng dịch vụ 5 sao, service 5 sao, và vận hành với những cái chi phí với những con người của chúng ta đang có sẵn. Bên cạnh đó là những học hỏi những cái yếu tố từ những cái tập đoàn lớn của thế giới để vận hành những cái sản phẩm chất lượng, những dịch vụ mà thực sự là xứng tầm với những đô thị, những kiến trúc mà Sun Group đã làm, đã hướng tới. Và cái thứ tư đấy là cái việc đầu tư xứng tầm. Đây là chúng ta đang nhìn thấy một cái concept mới nhất từ Sun Group về layout nội thất cảnh quan tiện ích, xu hướng một cái dự án mới mà trong cái khu đô thị này chúng ta chỉ có nhìn thấy đấy là những khách hàng chạy xe đạp hoặc chạy xe máy hoặc là chạy xe điện, chúng ta sẽ không có ô tô di chuyển vào trong khu vực này. Đây là khu vực dự án căn hộ Hillside Địa Trung Hải. Các bạn có thể nhìn thấy là với cái lối kiến trúc rất là đặc trưng của Sun Group, và trau chuốt về sản phẩm, nó luôn là một trong những cái điểm khác biệt mà Sun Group đã làm. Và ở trong này thì chúng ta có một cái dự án, đó là Hillside Địa Trung Hải, dự án căn hộ sườn đồi, có rất nhiều các công trình biểu tượng khác như đền thờ, quảng trường, hải đăng, tu viện. Và ở đây thì nó là một cái concept với cái Hillside, dự án căn hộ Hillside được xây dựng làm hai dãy và hai cái cốt đường nó cách nhau sẽ khoảng 8 mét. Mặt đường thấp thì chúng ta sẽ có những căn shop house, mặt đường cao sẽ là sảnh lễ tân, và toàn bộ cái phương tiện di chuyển trong Hillside sẽ là xe buggy, xe ô tô sẽ đỗ tại cái khu vực bãi đỗ xe khoảng 35 hectare. Và một bất động sản sở hữu một quy mô lớn, thiết kế đẹp, vận hành bài bản thì luôn có một cái giá bán sẽ xứng tầm và luôn ở đỉnh của thị trường. Chủ đầu tư Sun Group luôn có một cái giá bán có thể nói là cao nhất trong tất cả các chủ đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản. Chúng ta nói quy mô nhỏ đấy là tại Phú Quốc hoặc là tất cả các địa phương khác thì Sun Group đầu tư với cái dòng sản phẩm đặc trưng cũng như là những cái concept sản phẩm rất là đẳng cấp. Đây là cái concept mới nhất về khu dự án căn hộ Hillside của Địa Trung Hải. Và đặc điểm của một bất động sản vàng với quy mô thiết kế vận hành, đầu tư và giá luôn ở đỉnh thì với góc view này thì bạn sẽ trả cho cái giá trị mà các bạn sẽ trả cho một sản phẩm bất động sản sở hữu góc view này, một căn hộ ở trên sườn đồi, thì chúng ta sẽ trả bao nhiêu tiền cho 1 mét vuông với góc view này. Và nói thêm thì chúng ta sẽ có những cái căn hộ tại Hillside Địa Trung Hải với các căn hộ du lịch sở hữu lâu dài và nằm trên cao độ
khoảng 50 mét so với mực nước biển. Với cái thiết kế xây sẽ xấp xỉ khoảng 20 tầng. Tổng cộng chúng ta sẽ có những cái tòa nhà sẽ xây theo cặp và kết nối với nhau. Ở trên nóc mỗi cặp sẽ có một bể bơi. Và các cái tiện ích sẽ tập trung ở trên mái, chúng ta có F&B, cảnh quan sân vườn, thư viện 4.0. Và ở đây thì các cái loại hình chính chúng ta có studio là những căn diện tích nhỏ với diện tích từ 28 đến 33 mét vuông, những căn dual key hoặc một phòng ngủ sẽ là 58 mét vuông và những căn hai phòng ngủ từ 70, 75 đến 80 mét vuông, ba phòng ngủ sẽ là 90, 100 mét vuông. Và dự án căn hộ này chính là căn hộ Hillside Địa Trung Hải thì sẽ có 7 đến 80% view biển và chủ đầu tư sẽ bàn giao full nội thất, có sofa nội thất. Và một cái concept liên quan đến Địa Trung Hải. Đây là toàn bộ những thông tin mới nhất về dự án căn hộ Hillside Địa Trung Hải và một cái dự án bất động sản nằm trong cái vị trí trung tâm của trung tâm An Thới và thành phố Phú Quốc trong tương lai, thì các bạn có thể trả bao nhiêu cho cái góc view mà chúng ta đang giả lập ở trên màn hình, một cái góc view xuống những cái công trình 10.000 tỷ của Sun Group tại phía dưới. Và trong video này chúng ta đã nói tổng quan về thành phố Phú Quốc cũng như là một dự án Sun Group sẽ chuẩn bị cho ra mắt vào quý 1 tháng 1 của năm 2021. Và đây là dự án về căn hộ nhà ở đầu tiên tại Phú Quốc với cái loại hình bất động sản là bất động sản đô thị và sở hữu lâu dài, và một trong những cái dự án sở hữu một cái vị trí bất động sản trung tâm của thành phố Phú Quốc trong tương lai với những cái công trình mang tính chất biểu tượng, và nó là cái điểm phải đến của tất cả du khách cũng như là người dân tại Phú Quốc. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về dự án này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị tại những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.